Rồi nhánh hoa anh vừa hái bên đường, cài lên mái tóc đen không cần phấn không cần son môi. Em từng mong ngóng một câu anh ngỏ lời, thật tâm anh có yêu không? Nếu anh cứ đi và anh trốn xa lạ, nếu em cứ yêu và chờ anh ở nhà, nếu mai cách xa liệu anh có thấy vui? Nếu em cứ ngây khờ như ban đầu, vẫn tin dấu đôi lần em ôm rồi, rồi anh nỗi mang ấm áp cho người khác. Em là khúc hát hay mình thơm ngát đến đời, khi bên em anh chăn trời vơi. Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay em ôm vào lòng. Liệu anh có cảm thấy tay giống như em không? Đại dương kia chẳng sâu như anh yêu anh đâu. Bên nhau quên mưa ngâu, ngày bên anh sao trôi ngông ngâu. Sân thì người con gái như tách trà, hoang phí đời chờ người ôm giấc mơ viết nhạc làm thơ. Em bảo rằng đã thấy phép màu. Sao có quá nhiều thứ khiến em lùi bước, giờ còn đây những ba ba. Mình sẽ là cuối đầu, hoặc là sẽ trở thành nỗi đau. Tuy là chết, trái tim là chẳng tham tham một chút. Mình lỡ yêu thương một người say đắm nụ cười, dù biết trước sẽ không thể nào. Ở đằng sau bầu trời gió mưa cao, kỳ vọng như thế nào? Chẳng thể ở bên cạnh anh những tháng ngày dài. Đừng để nước mắt mong xua đi mọi đêm vui, hãy để nụ cười nào trên môi của em. Cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Đến đêm thì cũng khó ngủ, ôi thôi cứ định hẹn thế xong lại thôi thôi, chỉ muốn nhấc máy xong lại gọi em ơi, nhưng lại không dám nên anh cứ tới đây. Dòng tin nhắn hiện lên đã thấy một tên nhưng lại không ấn vào, cứ nghĩ suy thật nhiều á. Đặt trạng thái đã rơi vào tình yêu và một hình bóng anh không quên được là oh baby girl, em đi ngang qua lướt qua, chỉ một chút anh đã đứng nghe xa, dù chẳng phải gu anh đã mê như thế mà. Ở phía đó hiện lên ánh sáng hiện lên, đó chính là mắt em, điều đã khiến anh cứ ngẩn ngơ vì anh mắt đã thơ và thơ. Bao ngày không nói, người nơi đâu mất rồi, sao từng vui thế ân cần thế nhưng giờ lại thôi. Em từng mong ngóng một câu anh ngỏ lời, thật tâm anh có yêu không? Nếu anh cứ đi và anh trốn xa lạ, nếu em cứ yêu và chờ anh ở nhà, nếu mai cách xa liệu anh có thấy vui?